Thưa quý vị, hành động sớm, chủ động trước thiên tai là chủ đề của tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm 2024 mà Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa công bố tại công văn số 33. Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2024 tập trung từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5. Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho chính quyền các cấp, người dân và cộng đồng trong công tác phòng ngừa ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra tuyên truyền cho người dân các kỹ năng ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời ra soát các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là công tác chuẩn bị ứng phó trước mùa mưa lũ.